Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin chặn xuất cảnh đối với người bất đồng chính kiến để trả thù. RFA tiếng Việt ngày 3 tháng 5 có bài chặn xuất cảnh ngay tại phi trường, thực sự vì an ninh hay để trả thù. RFA cho biết, theo quy định tại Điều 36 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, thì các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh bao gồm bị can, bị cáo, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người phải thi hành án dân sự, người đang bị cưỡng chế, người đang bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm, người mà cơ quan chức năng có căn cứ cho rằng việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Và đây là bài trên RFA. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án có thẩm quyền sẽ ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh và phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công dân bị hoãn xuất cảnh biết. Tuy quy định này là vậy, nhưng theo RFA, một số người ra đến cửa an ninh bên trong khu vực sân bay, thậm chí chuẩn bị bước lên máy bay đi nước ngoài, mới biết mình bị hoãn xuất cảnh. Lý do được nêu ra là liên quan đến an ninh. RFA dẫn trường hợp mới nhất xảy ra với tiến sĩ Nguyễn Quang A, ngày 1 tháng 5. Ông Nguyễn Quang A nói với RFA rằng, mua vé đi Thái Lan chơi mấy ngày, đến sân bay thì họ chặn và nói không được đi. Mình cũng bảo, ok, không sao cả. Các bạn cho mình một cái biên bản kèm theo một cái quyết định nêu lý do. Biên bản tạm hoãn xuất cảnh ghi lý do liên quan đến an ninh theo khoản 9, điều 36 của luật xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019. Một trường hợp khác được RFA kể đến là gia đình luật sư Võ An Đôn bị hoãn xuất cảnh vào tháng 9 năm 2022. Ông Đôn nói với RFA rằng, gia đình tôi được chính phủ Hoa Kỳ cho đi định cư. Tối ngày 27 tháng 9 năm 2022, cả gia đình tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất gửi hành lý xong xuôi. Đến khi bước chân qua cửa an ninh để lên máy bay, thì họ chặn lại không cho đi và mời vô làm việc. Họ nói vì lý do an ninh, tôi không hề biết mình không được xuất cảnh cho đến lúc bị chặn lại ở sân bay. Hoãn xuất cảnh vì lý do khác thì họ báo, chứ vì lý do an ninh thì họ không báo. Theo tôi, cách làm của họ gây thiệt hại rất nhiều cho những người bị cấm xuất cảnh. Bởi trước khi đi, người ta bán nhà, bán cửa, đất đai, ruộng vườn, nghỉ làm, nghỉ học hết. Cuộc sống đảo lộn, mục đích của họ là gây khó khăn. Và đây là hình luật sư nhân quyền Võ Văn Đôn, người bị hoãn xuất cảnh cả gia đình. Một người làm trong ngành tư pháp, yêu cầu ẩn danh, cũng cho RFA biết về trường hợp của mình. Theo đó, người này không hề biết mình bị cấm xuất cảnh, cho đến khi làm thủ tục đi Mỹ để thăm mẹ bị bệnh nặng. Họ gọi là tạm hoãn xuất cảnh vì lý do an ninh. Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng làm hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang 10 năm, kể với RFA rằng giữa năm 2015, ông qua Singapore về thì bị giữ lại phi trường Tân Sơn Nhất 12 tiếng đồng hồ. Sau đó họ trả lại hộ chiếu và cho về. 3 tháng sau đó, ông có việc qua Campuchia thì bị chặn lại không cho đi và giữ luôn hộ chiếu đến nay chưa trả. Ông Tạo khẳng định việc làm của bên an ninh Việt Nam là trái pháp luật. Đến năm 2018, khi tôi phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn vào xương, khối u lớn không mổ được, nên gia đình khuyên làm đơn gửi sở công an để họ tạo điều kiện cho đi chữa bệnh. Tôi cũng đưa những chứng cứ y tế xác nhận tình trạng bệnh có đóng dấu đầy đủ, kèm một lá đơn nộp lên công an tỉnh, nhưng rồi họ im lặng, có tạo điều kiện gì đâu. Họ cứ nói chung chung là vì lý do an ninh quốc gia, nhưng họ không nói rõ mình làm gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Họ cứ nói mù mờ như vậy. Còn nói về mức độ vô nhân đạo thì không cho người bệnh nan y đi chữa bệnh là vô nhân đạo nhất. RFA dẫn Điều 23 Hiến pháp năm 2013 ghi nhận công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Và nhận xét, tuy hiến pháp quy định như vậy, nhưng những người hoạt động xã hội, người bất đồng chính kiến, những người hoạt động về tự do tôn giáo lại là đối tượng bị nhà nước không cho xuất cảnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin
chặn xuất cảnh đối với người bất đồng chính kiến để trả thù. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề. Kim Vũ Thời báo chấm đề xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ án oan khuất của cô giáo Lê Thị Dung từ đâu mà ra? Ngày 9 tháng 5, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của Mai Luân với tựa đề Hệ lụy của một thể chế có quá nhiều loại vua. Theo tác giả, vụ án bà Lê Thị Dung là hệ lụy của một chế độ có quá nhiều loại vua, vua cấp huyện, cấp tỉnh, vua ở trung ương. Bất cứ người dân thiện lành nào, sớ rớ đụng vào con cháu các vị vua ấy thì sẽ tù mọt gông. Phải chăng, đấy chính là thông điệp Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đưa ra cho dân chúng. Và đây là hình bài trên RFA. Theo đó, bản án của bà Lê Thị Dung đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận về quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Ngày 7 tháng 5, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân Nguyện Quốc hội đã lên tiếng về bản án này. Liên quan tới vụ án này, cử tri và dư luận rất bức xúc. Họ cho rằng chưa cần bàn đến câu chuyện bà Dung có chiếm đoạt hay không đối với số tiền chi được cho là chi sai gần 45 triệu. Nhưng việc bắt giam bà Dung như vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống của cả một gia đình và ảnh hưởng đến cả hình ảnh của một trung tâm giáo dục. Dư luận lấy con số ra để so sánh và nói về câu chuyện tổ chức một phiên tòa thì rõ ràng có những vấn đề nổi cộm. Tác giả nhận xét, việc kỷ luật rồi khởi tố và bắt giam bà Dung đã thấy vô lý ngay từ đầu. Nghe bản án, cứ tưởng bà này làm thiệt hại đến 45 triệu đô la, ai dè là do chi sai 45 triệu đồng Việt Nam. Việc giam giữ một năm rồi mới đưa ra xét xử là sai luật, vì luật quy định thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng cũng chỉ tạm giam tối đa 4 tháng. Tác giả đặt câu hỏi, vì vấn đề chi tiêu nội bộ mà phải bắt giam một năm, điều này có cần thiết đến mức như điều tra về một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hay không? Tác giả cho rằng, bản án 5 năm tù đối với bà Dung vì chi sai gần 45 triệu đồng là một bản án không nhân văn. Vì nếu đem so với các bản án khác, như những vụ làm thất thoát hàng ngàn tỷ, thì rõ ràng tính chất và mức độ của vụ này không tương xứng với phán quyết của tòa. Tác giả cho biết thêm, ngay sau khi bản án được tuyên, một số nhân sĩ trí thức đã lập tức lên tiếng trên Facebook cá nhân, bày tỏ sự bất bình về mức án như vậy. Phần lớn các chất vấn đều đặt câu hỏi, động cơ vụ án có phải vì công lý hay không? Giáo sư Mạc Văn Trang viết, cần xem lại vụ án, 45 triệu đồng mà kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù, thì chắc 99% các hiệu trưởng, trưởng phòng, viện trưởng các viện đều đi tù hết. Vụ án có gì đó ẩn khuất. Và đây là hình cô giáo Lê Thị Dung, người đang chịu bản án oan uất vì bị trả thù. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu thì nhận định đây là một vụ án oan do có sự không hoàn chỉnh của luật pháp, sự không độc lập của tòa án, tác động của quyền lực và tiền bạc, chủ quan vào mục đích cá nhân, trình độ thẩm phán và kiểm sát viên yếu. Tác giả dẫn một bài trên báo Ngày Mới đăng ngày 26 tháng 9 năm 2019 với tựa đề Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tại sao lại bới lông tìm vết để thi hành kỷ luật bà Lê Thị Dung? Từ bài này có thể dự đoán, nếu bà Lê Thị Dung trước đây chịu tuân theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, thì rắc rối và tù đày đã không xảy ra đối với bà. Và đặt câu hỏi, cách áp dụng tội danh cho bà Lê Thị Dung có bị tác động bởi các nhân tố bên ngoài hay không? Để thêm căn cứ cho dự đoán này, tác giả nhắc đến việc bà thẩm phán xử án đã thăm bà Lê Thị Dung trong trại giam và chia sẻ là bà đã bị sức ép trong quá trình xét xử nên bị giảm 2kg, phải truyền nước, mong bà Dung thông cảm. Đến đây thì công luận bắt đầu tập trung vào manh mối của vụ án oan tại đình này.
tác giả dẫn việc mạng xã hội vừa rộ lên thông tin vụ án xử bà Lê Thị Dung là một vụ trả thù. Bà Dung đã có dấu hiệu bị trù dập thô bạo từ nhiều năm trước. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Sở Giáo dục Nghệ An tuyển dụng chui cô Nguyễn Thị Phương Thúy, rồi đẩy cô này về cho trung tâm, trong khi nơi này đã đủ giáo viên. Bà Dung không chịu ký hợp đồng nhận người, thế là bà bị kỷ luật. Bà Dung khiếu nại lên cấp trên và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thừa nhận bà Dung đúng, kỷ luật bà là sai. Nhưng kỳ lạ thay, án kỷ luật vẫn không bị thu hồi. Hiệu trưởng Dung tiếp tục khiếu nại, thì sau đó bị bắt tạm giam để điều tra và bị kết án tù. Tác giả cho rằng đây là một vụ trả thù cho một câu chuyện xảy ra cách đây hơn chục năm. Câu chuyện ấy liên quan đến một loại vua không ngai, lúc đầu ở tỉnh, còn nay thì đã lên tận trung ương. Công luận trong nước đòi hỏi chính quyền và tòa án phải làm quyết liệt vụ này để nghiêm trị những kẻ nắm trong tay pháp luật nhưng cố tình bẻ cong luật pháp, trù dập bức hại những người dân lương thiện chỉ vì những mưu đồ khuất tất. Vụ án bi thảm này chắc chắn chưa thể kết thúc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ thời báo chấm D với bản tin Vụ án oan khuất của cô giáo Lê Thị Dung từ đâu mà ra. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D.